Em qua với cô ấy đi. Anh gọi điện thoại một lát. Được. Bây giờ cậu thấy sao rồi? Còn buồn nôn không? Hết rồi. Đúng là không dám tin. Tớ lại sắp có em bé. Một tiếng trước. Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Cô ấy mang thai được một tháng rồi. Hai người không nhắc cô ấy giữ gìn sức khỏe sao? Tôi, cô ấy mang thai rồi. Dù sớm biết rồi sẽ có ngày này, mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng lúc điều đó thật sự xảy ra, mình lại không thể nào diễn tả được tâm trạng nữa. Là chúc phúc, ghen tuông hay là... Alo? Ông nội, có thể giúp con một việc không? Sao? Gặp khó khăn mới nghĩ đến ông già này à? Lúc con cãi nhau với ông rồi chạy đi Mỹ, không phải là mạnh miệng lắm sao? Ông nội, con đang nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần ông chuyển lời đến viện kiểm sát giúp con. Thì con đồng ý với ông, sẽ quay về đi xem mắt. Trình Gia, giúp con hay là giúp Cố Y Tuyết và thằng nhóc Lục Gia chứ gì? Thôi được rồi, hãy nhớ lời hứa của con. Ông Trình, cô hẹn giúp tôi viện trưởng Trần bên viện kiểm sát, nói rằng tôi muốn gặp ông ta hàn huyên chuyện cũ. Vâng. Sao còn chưa ngủ nữa? Ngủ không được nên em suy nghĩ này kia một chút. Lúc trước em chỉ nghe Lục Lệ Dương nói qua một chút về chuyện của ông Lưu. Còn em không biết gì về những người khác của Lưu gia, nên dù có về thì em cũng không biết giúp gì. Ông Lưu có tổng cộng 3 người con trai, chỉ có người con trai thứ 3, Lưu Khởi Minh là được ông ta yêu thương nhất. Nhưng Lưu Khởi Minh tính cách yếu đuối, không có bản lĩnh, không nhắc đến cũng được. Đứng giữa là con trai trưởng Lưu Khải Đinh. Sau khi ông Lưu qua đời thì ông ta là người nắm quyền. Đứng bên cạnh ông ta là người con thứ Lưu Khải Chân. Nhìn có vẻ Lưu Khải Chân không phục anh hai của mình. Đúng vậy. Hai anh em bằng mặt không bằng lòng, luôn đố kỵ nhau nếu muốn lật đổ địa vị của đối phương. Không biết ai có chủ ý muốn đối phó với Lục Lệ Dương. Bây giờ Lưu gia là do Lưu Khải Đinh nắm quyền, nên có lẽ là ông ta. Lưu Khải Chân muốn làm chủ gia đình, có lẽ rất muốn chơi anh hai mình một vố. Có lẽ có thể ra tay từ ông ta. Lục gia, xin lỗi đã dùng cách này để mời anh đến đây. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi, chứ không có ý gì xấu. Anh muốn tìm tôi có việc gì? Chúng tôi không thân thiết đâu. Người có thù với anh là hai anh trai của tôi. Lưu Khải Minh, Tam thiếu gia Lưu gia. Đừng căng thẳng. Chẳng qua tôi chỉ muốn đàm phán một cuộc giao dịch với Lưu thiếu gia thôi. Giao dịch gì? Theo như tôi biết, Lưu lão gia để lại cho anh nhiều tài sản nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai người anh trai của cậu không hài lòng nhất. Dù cậu có nhiều cổ phần nhất, nhưng cậu lại kinh doanh rất tệ. Tiền trong tay chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết. Cho dù như vậy, thì hai người anh trai của cậu vẫn luôn dòm ngó số cổ phần trong tay của cậu, đúng chứ? Rốt cuộc, anh muốn gì? Ký cái này là một cuộc giao dịch với tôi. Anh đừng hòng, ba tôi và ba anh có mối thù sâu đậm. Có chết tôi cũng không hợp tác với anh. Đừng vội từ chối, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn cậu phối hợp diễn kịch với tôi. Diễn thành công rồi thì hai người anh trai của cậu tuyệt đối sẽ không còn là mối đe dọa với cậu nữa. Nếu tôi từ chối thì sao?
Tôi nghĩ bây giờ cậu không có quyền từ chối đâu. Hơn nữa, hai anh trai của cậu không biết chuyện cậu bị đưa đến Lục gia nhỉ. Nếu như cậu trở về như vậy, thì cậu sẽ nghĩ họ có dễ dàng tin cậu không? Vì vậy, cậu chỉ có thể bắt buộc phải hợp tác với tôi. Tôi biết rồi. Phải nói là những người chú Lục để lại đúng là tốn nhiều công sức huấn luyện. Mà Lưu Khải Minh mất tích như vậy, Lưu gia sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như đã nắm được chứng cứ tôi dính dáng vào thế lực ngầm, thì đương nhiên sẽ lập tức tố cáo tôi. Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng đây chính là kế sách mà tôi đã tốn công xây dựng cho họ. Như con cá bị vướng trên lưới thôi. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Nhớ trông chừng Lưu Khải Minh, phải che giấu kỹ tung tích của cậu ta trước khi tôi cần cậu ta xuất hiện. Sau đó nhẫn nại sự chờ đợi phản ứng của Lưu gia. Nhưng nếu bọn họ tố cáo anh, thì rất có thể viện kiểm soát sẽ theo dõi điện thoại và lịch trình của anh đó. Vậy nên tiếp theo phải trông cậy vào anh rồi. Phần còn lại của kế hoạch phải cần mọi người hoàn thành. Tôi sẽ giảm tần suất ra ngoài. Có việc gì thì đến nhà tìm tôi. Bệnh viện bên Mỹ. Bữa tối thơm ngon đến rồi đây. Sao vậy? Em đi mua cơm về thì không thấy Yêu Tuyết đâu nữa. Không thấy. Yêu Tuyết. Đừng tìm nữa, qua xem nè. Em vẫn không yên tâm được, nên em phải về trước. Đừng lo, em sẽ tự chăm sóc mình, Y Tuyết. Cô ấy về nước rồi. Tam thiếu gia, Lưu Khởi Minh của Lưu gia đã mất tích. Liệu có phải thế lực ngầm của Lục thị ra tay hay không? Tiếp theo, đài chúng tôi sẽ đưa tin cuộc phỏng vấn độc quyền với Lưu gia. Chúng tôi đoán rằng việc này do gia tộc nào đó có thù với gia đình chúng tôi gây ra. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại ra tay với em trai tôi. Nó vô tội mà. Tôi thật sự lo lắng cho em trai tôi. Nếu mọi người có tin tức của nó, xin hãy báo cho tôi biết. Chào anh, phiền anh đưa tôi đến tin tức mới tiếp theo. Dựa theo những việc nghiêm trọng gần đây, Viện Kiểm sát chính thức công bố kết quả điều tra công ty Hồng Vũ. Vì Tổng tài Lục Lệ Dương của Hồng Vũ đã tích cực phối hợp điều tra, cũng như chưa có đủ bằng chứng nên Viện Kiểm sát chưa bắt giữ người, nhưng yêu cầu không tự ý rời khỏi thành phố, phải báo cáo lịch trình cá nhân bất kỳ lúc nào. Lục Lệ Dương bị cấm di chuyển rồi. Cô ơi, cô có nghe gì không? À, lúc nãy cô nói muốn đi đâu? Đến khách sạn gần nhất. Không biết ở nhà có bị theo dõi hay không? Tạm thời mình khoan về đã. Biệt thự Lưu gia. Nhị thiếu gia. Sao vậy? Viện kiểm sát điều tra được gì rồi à? Vẫn chưa. Cũng chưa tìm được kẻ bắt cóc Tam thiếu gia. Vậy thì tốt. Lục Lệ Dương ơi là Lục Lệ Dương, anh phải ủng hộ tôi. Đừng thất bại vào lúc này. Nếu anh hai hạ bệ được Lục gia, thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ biết anh ấy là chủ gia đình này. Như vậy không được, mình phải nghĩ cách bắt thóp được Lục Lệ Dương trước anh hai. Nhị thiếu gia, vậy Tam thiếu gia, đừng quan tâm thằng nhóc vô dụng Lưu Khải Minh đó. Nếu nó bị khử thì nhân tiện nhà hết tài sản ra cũng được mà. Nhị thiếu gia, có người tìm anh. Ai vậy? Cô ta nói là cố Y Tuyết. Ai? Không quen. Đuổi đi đi. Nhị thiếu gia, cô ta là vợ của Lục Lệ Dương. Nghe nói đó là người phụ nữ mà Lục Lệ Dương yêu thương nhất.
Sao cô ta lại tìm đến rồi? Phòng khách nhà Lưu Khởi Chân. Lưu Khởi Chân rất đa nghi. Trước khi hắn ta lên tiếng, mình tuyệt đối không thể biểu hiện chủ động quá. À, cô Lục, chắc biết rằng Lưu thị chúng tôi và chồng của cô có mối thâm thù nhỉ? Sao mà cô còn dám đến nhà tôi? So với điều này thì lẽ nào anh Lưu không tò mò mục đích tôi đến đây sao? Vậy nói đi, mục đích của cô là gì? Tôi muốn hạ gục Lục Lệ Dương. Còn anh Lưu cũng có cùng mục đích này, nên chúng ta có thể hợp tác. Cô Lục xem tôi là đồ ngốc à? Tình cảm của cô Lục và Lục Lệ Dương tốt đẹp như thế nào ai cũng biết. Những lời đồn bên ngoài cũng như trò đùa thôi. Tôi và anh ta cưới nhau khi quen biết chưa đầy một tháng, vẫn có người tin đó là tình yêu chân thật sao? Nếu anh Lưu không tin thì cứ điều tra xem tại sao mà tôi lại trở thành cô Lục nhé. Nguy cơ Cố thị bị phá sản dù không phải do Lục Lệ Dương trực tiếp gây ra, nhưng ít nhiều cũng do anh ta tác động, ép tôi phải đi cầu xin. Loại người đó thì ai yêu được chứ? Thú vị đấy, cô định hợp tác với tôi như thế nào? Tôi vừa đáp sân bay một tiếng trước, nhưng Lục Lệ Dương không biết tôi đã trở về nước, nên tôi mới âm thầm hợp tác với anh. Kết hôn lâu rồi, nên tình hình hồng vũ của Lục Gia tôi cũng biết khá nhiều. Không phải các anh muốn điều tra thế lực ngầm sau lưng của anh ta sao? Tôi có thể cung cấp manh mối. Thật à? Dạ thôi, ngay cả chuyện Lục Gia có thế lực ngầm thì mình cũng vừa mới biết qua tin tức thôi. Đương nhiên, nhưng vì thân phận tôi chỉ có thể cung cấp tin tức thôi. Tôi có thể giúp anh hạ gục Lục Lệ Dương. Sau khi mọi việc thành công, tôi sẽ chia cho anh 1/3 số tài sản của Lục Lệ Dương. Hơn nữa, để giao dịch, tôi sẽ giúp anh hoàn thành một tâm nguyện. Ví dụ như hạ bệ Lưu Khởi Đinh, anh thấy sao? Có lẽ anh Lưu không muốn cả đời này chỉ làm nhị thiếu gia, cúi đầu dưới người khác chứ. Cô đúng là thông minh. Chốt nhé. Dính câu rồi. Cứ như vậy nhé, tôi sẽ thay anh gom cổ phần từ họ. Lưu Khải Đinh tuyệt đối sẽ không điều tra ra được anh đâu. Đại hội cổ đông sắp tới, tôi sẽ thay thế anh ta mà thần không biết quỷ không hay, thành chủ nhân mới của gia đình. Nhưng tôi vẫn rất tò mò. Tại sao cô lại lựa chọn tôi mà không phải là anh trai tôi? Tôi thích hợp tác với người có dã tâm giống tôi. Hôm sau gặp nhé. Tên Lưu Khởi Chân này đúng là quá đa nghi rồi. Thư phòng Lục Gia. Cũng mấy ngày rồi, liên lạc một chút chắc không sao nhỉ? Bệnh viện bên Mỹ. Lục Tổng, có việc gì vậy? Không có gì, tôi muốn hỏi thăm xem Y Tuyết thế nào rồi, cô ấy có tiện nghe điện thoại không? Y Tuyết, cô ấy... Sao vậy? Làm sao đây? Chúng ta phải ăn nói với Lục Tổng như thế nào đây? Y Tuyết cô ấy nói rằng không muốn nói chuyện với anh. Hả? Anh lừa anh ta như vậy được sao? Lỡ như bị phát hiện thì... Không lo nghĩ được nhiều đến vậy đâu. Giờ này chắc Y Tuyết đã về đến rồi, nhưng vẫn chưa gặp Lục Lệ Dương. Chỉ có thể đảm bảo rằng cô ấy không muốn gặp Lục Lệ Dương, và cũng không muốn Lục Lệ Dương biết chuyện cô ấy về nước. Em là Y Tuyết, đã hạ cánh bình an, hiện đang ở khách sạn. Nếu Lục Lệ Dương có liên lạc với anh thì đừng nói cho anh ấy biết chuyện em về nước. Nhìn này, anh nói không sai mà. Y Tuyết về nước, bình an là được rồi. Mình cũng phải mau chóng về nước thôi, hy vọng có thể giúp được Y Tuyết. Điện thoại mới mua. Giúp tôi điều tra xem, dạo này Đế Thành làm gì? Lục Lệ Dương không tiện ra khỏi nhà thì chỉ còn cách để Đế Thành làm tay chân cho anh ấy.
Biết được kế hoạch của anh ấy thì mình cũng sẽ âm thầm giúp đỡ hiệu quả hơn. Bé cưng à, vất vả cho con rồi. Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong thì mẹ sẽ đưa con đi gặp ba ba nhé. Cô nói gì? Tôn Tổng, tôi muốn thu mua lại cổ phần của Lưu Thị trong tay ông. Nếu ông đồng ý thì chúng tôi có thể cho ông con số này. Kỳ lạ thật, gần đây có nhiều người hỏi mua cổ phần của Lưu Thị quá, tôi cũng không biết phải làm sao. Có người muốn mua với tôi sao? Là chuyện hôm qua, hình như Đế Phó Tổng gần đây có cử người đến. Đế Phó Tổng, Đế Thành. Lục Lệ Dương cũng muốn mua cổ phần của Lưu Thị. Xem ra, cùng đi đúng hướng rồi, có thể giúp được anh ấy. Như vậy nhé, Tôn Tổng à, giá tôi đưa ra sẽ là tiền đặt cọc. Đợi người của Đế Phó Tổng đến thì ông hãy hạ giá cổ phần rồi bán cho họ. Như vậy thì ông có thể một tay nhận hai tiền. Đương nhiên, đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai biết chuyện tôi đến đây. Tại sao vậy? Ông nói không đồng ý à? Không đồng ý thì tôi sẽ mang hợp đồng cho người khác. Đồng ý. Tiền của cô ta nhiều thật đấy. Dù sao cũng xài tiền của Lưu Khởi Chân mà. Đến rồi à? Việc mua lại cổ phần của Lưu Thị thế nào rồi? Đây. Nhiều vậy sao? Anh cũng cảm thấy kỳ lạ chứ gì, thuận lợi lắm. Nhưng thuận lợi đến mức giống như có người giúp đỡ sau lưng chúng ta. Đàn em của tôi cũng đã báo cáo, dường như chỉ cần tự giới thiệu là đối phương đồng ý luôn. Chào ông, chúng ta là người của Đế Phó Tổng, cử đến. Ây da, đã nghe danh từ lâu, muốn hỏi lại cổ phần của Lưu Thị đúng không? Không thành vấn đề. Những người có thể giúp đỡ tôi đều hỏi hết rồi, họ đều nói không phải. Tôi không nghĩ ra được là ai là người đã giúp chúng ta. Tóm lại, cũng không phải là chuyện gì xấu. Khoan bận tâm, tùy cơ ứng biến. Việc thu mua tiến triển nhanh như vậy, xem ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Bước tiếp theo là bôi nhọ danh tiếng Lưu gia. Khách sạn Holiday. Đây đều là những tài sản nổi danh của Lưu gia. Có 3 quán bar. Xin chào cố tiểu thư. Chuyện cô giao lần trước tôi đã làm xong rồi. Tiếp theo nên làm gì đây? Giúp tôi liên lạc vài người. Ngày mai đến quán bar Thành Tây của Lưu gia làm ầm ĩ lên. Dù là cải trang thành nhân viên phục vụ hay là giả vờ làm khách hàng. Tóm lại, chỉ cần làm náo loạn lên, ầm ĩ càng to càng tốt. Ngày hôm sau. Này, tránh ra, đừng cản đường. Xui cho ông rồi. Á. À. Chuyện quái quỷ gì vậy? Mày là ai hả? Thằng này, mày giả chết đúng không? Làm đổ rượu của người khác mà không định đền sao? Hức. Xin lỗi quý khách, xin ông đừng kích động. Đánh nhau à? Chuyện gì vậy? Đừng có nhiều chuyện, cẩn thận mày cũng chịu chung đó. Xin lỗi. Trời ơi, hung dữ quá. Đó là ai vậy? Không biết nữa, quán bar này không có ai quản lý sao? Quán bar này thường xuyên có chuyện, sao quản lý được chứ? Chụp nhiều vào, đăng hết lên mạng đi. Mấy người quay cái gì? Mau cất điện thoại đi. Cậu. Này, mày bị làm sao vậy? Này, không sao chứ, tao còn chưa ra tay mà. Tỉnh lại đi. Này, gã này khá lắm, sao lại ngất rồi? Không phải tôi làm. Sự việc vừa xảy ra ở quán Ba Thành Đông đã đưa người đàn ông bị bất tỉnh vào viện. Qua kiểm tra, người đàn ông này có lẽ đã dùng một lượng lớn chất kích thích nên mới bị bất tỉnh.
Đồng thời, quán bar Thành Tây cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Một nhân viên của quán đã kéo khách vào trong phòng riêng, đánh đập hơn 10 phút. Như đã đưa tin, hai quán bar này đều thuộc tài sản của Lưu Thị. Người chịu trách nhiệm nên phản hồi như thế nào? Quán bar Thành Tây cũng xảy ra chuyện à? Đế Thành sao vậy? Tốt quá rồi, tên say rượu đó đúng là thần tài. Ai mà biết hắn đã dùng chất kích thích chứ, còn bị chúng ta đẩy vào vụ này. Đúng rồi, không phải tôi đã sắp xếp các anh đến quán bar Thành Đông sao? Sao bên Thành Tây cũng xảy ra chuyện? Hả, tôi không biết, tôi đâu có cử người qua bên đó. Sao thế nhỉ, có người giúp chúng ta sao? Thôi, khoan hãy bận tâm. Tiếp theo, chúng ta hãy tạo dựng dư luận, tung những tin tức xấu liên quan đến sản nghiệp của Lưu gia. Lấy độc trị độc, để Lưu Khởi Đinh biết cảm giác bị viện kiểm sát sờ gáy là như thế nào. Nhà hàng. Thế nào? Quà tôi tặng anh có đủ thành ý chưa? Tốt lắm, Cố tiểu thư quả nhiên có bản lĩnh. Tôi cũng thu gom được kha khá cổ phần rồi. Dựa theo tình hình hiện tại thì không bao lâu nữa nội bộ các anh sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Đến khi đó, sự tin tưởng vào Lưu Khởi Đinh sẽ mất đi khá nhiều. Đá được anh ta xuống thì không phải là chuyện sớm muộn sao? Anh trai tôi sẽ không thể nào trở mình dậy được nữa. Nếu đã như vậy thì việc tiếp theo chúng ta làm chính là đối phó với Lục Lệ Dương. Sao tôi có thể cho anh có cơ hội nhàn rỗi để đối phó với Lục Lệ Dương chứ? Tôi cảm thấy lúc này chúng ta nên lặng lẽ quan sát đợi thời cơ là sao? Tục ngữ có câu, tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ anh trai anh bị hạ bệ rồi. Chỉ cần chúng ta không lộ ra thì anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ đến Lục Lệ Dương. Không cần tốn một quân cờ nào, có thể nhìn hai người họ tàn sát nhau. Bây giờ chỉ cần suy nghĩ xem, sau khi chiếm được vị thế thì sẽ làm gì là đủ rồi. Được, làm theo cách của cô vậy. Cách tốt nhất để tiêu diệt một người chính là đưa người đó lên thật cao rồi mới xô hắn ngã xuống. Ây dô, mau xem kìa, Lưu Khải Thinh đang tổ chức cuộc họp báo xin lỗi, nói là quản lý không tốt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bị đẩy ra để nhận lỗi rồi, tiếp theo sẽ từ chức nhỉ? Đại hội cổ đông Lưu Thị được triệu tập sau bao sóng gió gần đây, bây giờ vẫn đang tiến hành trong bí mật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Chào cô, cho tôi một phần bánh quy hạt óc chó. Vâng. Cửa phòng hội nghị cả tập đoàn Lưu Thị đã mở ra rồi. Là Lưu Khải Đinh, chúng ta hãy cùng lắng nghe xem ông ta đang phát biểu gì. Một lần nữa, tôi xin lỗi mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ từ chức. Em trai của tôi, Lưu Khởi Chân, sẽ đảm nhiệm. Chào mọi người, tôi là Lưu Khởi Chân. Từ nay về sau, tôi sẽ dẫn dắt Lưu Thị đến một tương lai mới. Bé cưng ngoan nhé, chúng ta sắp được gặp ba rồi. Phòng khách nhà Lục Lệ Dương. Xong rồi. Lưu Khởi Đinh bị hạ bệ rồi. Bây giờ trên dưới Lưu gia đều rất loạn. Lưu Khởi Chân vừa nắm quyền, rất nhiều người không phục anh ta. Tôi biết rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Lưu Khởi Chân đã dòm ngó vị trí này lâu lắm rồi. Bây giờ là lúc anh ta mất cảnh giác nhất. Chúng ta phải nhân thời cơ này đưa vài người xâm nhập vào Lưu Thị. Đã tung tin về những chuyện xấu xa của Lưu Thị đến đâu rồi? Đã đăng trên mọi trang mạng rồi. Bây giờ trên mạng đều có tai mắt khắp nơi. Nghe nói có người trong chính phủ đang điều tra. Có lẽ đến lúc tung đòn rồi. Gọi Lưu Khải Minh qua đây. Nhị thiếu gia, không hay rồi. Chuyện gì vậy? Anh mau xem này. Chào mọi người, tôi là Lưu Khải Minh, là thiếu gia của Lưu Thị. Đây là gì? Thằng nhóc đó đang làm gì vậy?
Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ tôi. Tôi đột ngột mất tích cách đây không lâu. Chỉ là sau khi gia đình tôi xảy ra những chuyện lớn thì việc của tôi đã không còn quan trọng nữa. Nhưng xin hãy yên tâm, bây giờ tôi đang ở một nơi an toàn. Cảm thấy hơi đáng thương, vẫn còn người xem trước màn hình. Cậu không đơn độc. Có vẻ sự tồn tại của cậu ta ở Lưu Gia rất thấp bé. Cho nên tôi chọn cách xuất hiện như vậy là vì chuyện tôi mất tích vốn dĩ là do hai người anh trai của tôi tự biên tự diễn. Đồ khốn nạn, nó có biết là nó đang nói cái gì không? Đã nhiều năm qua, tôi chịu sự ghẻ lạnh ở Lưu Gia vì họ sợ tôi có nhiều tài sản thừa kế hơn. Họ vì muốn làm hại Lục Tổng của Hồng Vũ nên đã cử người làm giả xã hội đen để nhốt tôi lại. Vì vậy, thế lực ngầm đứng sau không phải là Lục Gia, mà là Lưu Gia. Chính là như vậy, tôi nói xong rồi. Được rồi, tắt đèn đi. Tối nay, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, cậu trở về nhà đi. Tôi đã làm theo lời anh nói, cũng đã đổ lý do mất tích cho họ. Lưu Thị bây giờ đã sụp đổ rồi. Sao, cậu hối hận à? Không, chỉ là cảm thấy tâm huyết của ba tôi đã tiêu tan. Tôi rất đau lòng. Lệ Dương, chúng ta phải đi thôi. Viện trưởng Trần bên viện kiểm sát mới nhập viện, hiếm khi đồng ý cho chúng ta gặp mặt. Được, đi thôi. Lưu Thị kinh doanh bất lương, sản nghiệp không minh bạch, vốn dĩ sẽ là một nguy hiểm lớn. Cứ cho rằng không có tôi thì cũng sẽ lụn bại dưới hai tay của anh trai cậu. Thay vì đau lòng thì chi bằng hãy hành động, nghĩ xem sau này nên giải quyết toàn bộ công ty như thế nào. Ý của anh là... Chính là điều mà cậu nghĩ đó. Người làm sai thì nên chịu phạt, nhưng những người còn lại thì phải tiếp tục sống, đúng chứ? Đi thôi, đợi tôi với. Mình có thể làm được sao? Không phải anh định thu lại hết toàn bộ cổ phần của Lưu Thị sao? Sao lại đổi ý rồi? Định để Lưu Khải Minh tiếp nhận à? Đột nhiên thấy thằng bé đó cũng có tố chất. Hơn nữa, Lưu Thị cũng không phải là đồ thơm ngon gì, không nhận nó thì cũng tốt. Cũng có lý. Nhưng anh nói xem, Lưu Khải Đinh và Lưu Khải Trân sẽ như thế nào? Cứ đợi rồi sẽ biết. Sớm nhất là sáng mai, họ sẽ ở trên đầu khắp các trang tin tức lớn nhỏ. Ngày hôm sau, viện kiểm sát đã điều tra suốt đêm, xác nhận Lưu Thị có bằng chứng liên quan đến thế lực ngầm. Sáng sớm hôm nay, anh em Lưu Khải Trân bị khởi tố. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong rồi. Alo, Phi Phi, Y Tuyết, cậu đang ở đâu vậy? Tớ và Trình Hạo Hiên vừa hạ cánh, bây giờ lập tức đi đón cậu. Sốt sắng làm gì chứ? Tớ ổn mà, chuyện của Lục Lệ Dương cũng đã giải quyết xong rồi, thật à? Y Tuyết, nói họ đã xử lý ổn rồi, nhanh vậy sao? Đúng rồi, cậu vội vàng về nước như vậy, Lục Lệ Dương không nói gì sao? Anh ấy còn chưa biết mà. Cố Y Tuyết, có ở đây chứ, tôi đến ngay. Nói chuyện với cậu sau, tớ đang ở bệnh viện khám thai, liên lạc sau nhé. Y Tuyết có nói gì nữa không? Chưa nói gì đã cúp máy rồi. Ai, đúng là không khiến người ta an tâm được mà. Mang thai thì không nên đi máy bay. Về nước mấy hôm nay mà cô đi đâu vậy? Sao không đến bệnh viện sớm? Hơn nữa, còn không chú ý đến sức khỏe, có muốn giữ đứa bé nữa không vậy? Phù, may là không có chuyện gì to tát. Xin lỗi bé cưng nhé, sau này mẹ sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, con nhất định phải khỏe mạnh. Cô Y Tuyết. Là cô thật à? Suýt nữa, tôi tưởng mình hoa mắt đấy. Đúng là, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Y Tuyết. Sao em lại đến bệnh viện?
sao em lại đến bệnh viện? Hả? Không bị thương, cũng không bị bệnh. Anh bình tĩnh lại đi. Còn hai người, sao lại đến bệnh viện? Đến thăm viện trưởng Trần bên viện kiểm soát. Y Tuyết, em không sao là tốt rồi. Anh nhớ em lắm. Cậu, bây giờ mới nhớ ra để hỏi hả? Anh đùng đùng tiến tới, làm em cứ tưởng anh sẽ nổi giận. Thấy em đi từ bệnh viện ra, nên anh lo lắng lắm. Đều tại anh không chăm sóc tốt cho em. Được rồi, được rồi. Về nhà trước đã, rồi em sẽ từ từ kể anh nghe về những việc gần đây, được chứ? Được. Vậy còn tôi, hello. Có ai nhớ đến tôi không vậy? Tôi còn chưa lái xe mà. Nhà Lục Gia, vậy là em đã âm thầm giúp Đế Thành hành động. Lúc mua lại cổ phần của Lưu Thị và làm loạn ở quán bar, anh cứ cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Y của chúng ta tháo vát quá. Bây giờ mới biết em tháo vát à. Ban đầu anh lừa em ra nước ngoài là việc ngu ngốc nhất mà anh làm đó. Dù biết là anh lo lắng cho em, không muốn em dính líu nhiều vào những việc này, nhưng anh có từng nghĩ rằng em không phải là một bình hoa di động không, mà là một cây to vững chãi cùng anh che mưa che gió. Là anh sai, có chuyện gì thì giữa vợ chồng với nhau phải cùng đối mặt. Anh sẽ thay đổi, được chứ? Ai là vợ chồng với anh chứ? Tối nay anh ra thư phòng mà ngủ. Đừng mà. Anh sẽ không để em một mình đâu. Em biết rồi. Nhưng mà thật ra cũng không phải là công lao của một mình em. Hạo Hiền cũng nhờ ông nội giúp đỡ. Anh sẽ sắp xếp thời gian đến cảm ơn cậu ấy và ông Trình. Nợ tình địch là khó trả nhất. Đúng rồi. Kết quả khám mà em cầm từ bệnh viện ra là gì vậy? Em không bị thương hay bị bệnh gì chứ? Khoan đã. Đừng có làm loạn, để anh xem thử. Anh phải xác định sức khỏe của em thật sự không sao mới được. Cô Y Tuyết mang thai 6 tuần. Y, em có thai à? Là thật à? Anh sắp làm ba rồi sao? Đúng, là thật đó. Bé cưng của chúng ta ở đây. Bé cưng à, tha lỗi cho ba đến muộn nhé. Dù mang thai rất cực khổ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy sự khổ cực này cũng rất đáng. Bệnh viện. Bác sĩ Hoắc tan ca rồi à? Đúng vậy, mọi người vất vả rồi. Sao hôm nay cô lại đến đây